Nè. Ê, làm như đang hứa rồi ơi. Vậy nè, vậy luôn á. Ê, con có gì không? Có gì không? Ê, ở chị nói ta. Cái gì làm gì vậy? Cái gì? Cái đeo gì? Ê. Giờ nó mạnh không? Cởi. Đua. Con quái nè, con lật nè. Ê, giờ nó phá mày đánh rồi. Trời dặn kia. Làm gì thế này vậy? Đi giăng lưới. Trời ơi. Ê coi. Đứng chân hoài. Đứng chân ai mà đứng chân hoài. Bá chân quần. Bá chân quần. Chân về. Ở thẻ luôn chính gì vậy? Hả? À cái đó. Nha. Nha. Đưa kìa, đưa kìa, đưa kìa. Con này dễ thấy rồi, phái. Ê, phái luôn ơi. Thiệt ơi, mình ngứa hả? Nó mới hàm răng ta. Ui, nó thọc. Trời, hình như nuôi nó mà không biết nó như hàm nữa. Con này mới hàm nè. Ai chặt ra nó như hàm chính. Hàm đi. Trời ơi. Về về về. Đâu, giờ ra. Ê, cắn thiệt à. Không có. Dở ngang dưới, dạch ngang dưới ra thôi. Ê, để tao gãi cho tao ăn ngứa hả? Đâu ơi, cái cứng gì. Ê con hàm à? Ờ con hàm dữ. Con hàm dữ ha. Hai hàm. Hàm ha. Nó như bò vậy đó. Mẹ. Trời ơi. Trời ơi gắn cái gì vậy? Con hàm à. Con hàm à. Hàm dữ ha. Hàm dữ ha. Ê giống như bò gì đâu. Hàm gắn dữ bén ghê không? Dùng thấy bén hả? Dùng bén thiệt mày không? Ơi gì đó con hàm á chạy. Nó giống bò chứ gì? Úi trời ơi trời. Mấy thằng bắn súng hơi là gì nè chứ? Chết rồi. Đây đây chết chưa đó. Ê, chết rồi. Mấy xuống rồi gì nè, nó bắn vậy nè, chạy chú con camera ấy gương cao đầu thấy không? Nó thu gần rồi nè, thu con cò gần rồi nè. Chú con cũng còn nó mới có 40 lần, nó tới 100 lần, nó thu con cò sát kịch màn hình luôn đó nè. Ê rút kia kịch mà. Nè, nè nó sao lắm nè, thấy không? Nè rút về nè, rút về nè gì nè. Bự ra phóng bự ra. Bự nè, đưa trong tim bắn nè, con cò cái súng nó mới ấy. Thấy không? Cái cũng ê, ông thấy con cò đứng mì kia nè nè, ông cái này ha. Ê vậy là thấy không? Đâu phải rút là thấy liền ha. Rút là thấy liền rõ không nè. Ê, bây giờ cái một rồi té ngủ. Vậy nó bắn đâu có thấy được. Hai, bốn, sáu, bảy, tám, chín, mười. Cái này súng hơi đứng bắn cái một.